Một cái việc mà tất cả quý anh chị em, quý khách hàng á, hầu như là khi mà đang có dự định đầu tư một cái xe ô tô bán hàng lưu động thì đều quan tâm ha. Đó là một việc rất quan trọng, nguồn điện sử dụng trên xe được lấy từ đâu. Một câu hỏi là khá là hay và cũng là cái quan trọng nhất đối với xe ô tô bán hàng lưu động, thì nó là bán hàng lưu động là di chuyển liên tục mà, nay bán đây mai bán kia, thì cái quan trọng ở đây là nguồn điện được lấy từ đâu, rồi làm sao sử dụng nguồn điện, không có nguồn điện thì làm sao sử dụng đó. Nên là cái đó là cái là rất quan trọng và hầu như tất cả quý anh chị, quý khách hàng nào khi mà đang có ý định đầu tư đều quan tâm. Thì hôm nay ở video này, Tài Xe Tải sẽ giới thiệu cũng như là chi tiết cho mình thêm một cái phần nữa khá quan trọng, đó là nguồn điện. Thì nhiều quý khách hàng lại hỏi là ủa, ví dụ như cái xe này giờ bán rồi mình lấy điện từ đâu, từ động cơ ra hả? Thì không, và bên ô tô An Sương khi setup xe cho mình sẽ không chích công suất từ động cơ ra. Thì nếu làm như vậy thì nó sẽ ảnh hưởng tới tuổi thọ của động cơ. Thứ hai là nếu mà mình chích công suất từ động cơ ra thì nó chẳng có khác gì là một cái máy phát điện cả, mà làm như vậy thì nó vừa hao nhiên liệu vừa tổn thọ động cơ. Thì nên là cái tối ưu nhất ở đây ô tô An Sương setup cho mình, và sau nhiều sự nghiên cứu thì cảm thấy bình ắc quy là tối ưu nhất. Thì bình ắc quy tại sao là tối ưu, tại sao lại không xài sử dụng pin mặt trời mà sử dụng bình ắc quy? Thì lý do không sử dụng pin mặt trời là ở đây ha. Thứ nhất, cái mua xe của mình đã mở lên rồi, ở đây nó đã trống rồi, thì hầu như là cái không gian và cái diện tích trên trần xe nó không còn bao nhiêu cả, mỗi bên nó chỉ còn rất là ít, mình không có vị trí và không có chỗ để mình lắp đặt pin. Thứ hai là ở Việt Nam mình á, khí hậu Việt Nam mình á thì có lúc nắng lúc mưa, thì cũng như hiện tại nó đang là âm u nè, thì lấy đâu ra điện? Mà nếu mà quý khách hàng, quý anh chị mà muốn đầu tư pin á, thì cái tài chính mà để mình đầu tư một cái khối lượng, một những cái tấm pin á, thì chi phí nó cũng là khá là đắt. Và để có pin á, thì không những là chỉ có pin là mình hoạt động liền đâu, mà mình sẽ có pin để hấp thụ năng lượng, thì nó cũng phải có một cái bình tích điện để giữ lại cái điện đó. Và nó cũng phải có một cái bộ chuyển đổi, đây là cái bộ chuyển đổi để nó chuyển từ cái điện bình 12V ra cái điện nhà 220V để mình sử dụng ha. Thì nó vừa tốn thêm chi phí, nó lại không khả thi. Mà trong khi xe quý anh chị á, mình hoạt động á, đôi khi mình về mình gửi bãi nè, mình đậu ngoài nhà nè, mình đậu ngoài sân nè, thì những cái tấm pin nó nằm bên ngoài thì nó lại không có gì bảo vệ, thì đôi khi nó lại không cánh quay. Nên là tối ưu nhất vẫn là bình ắc quy. Thì nhiều người lại bảo là sao không xài máy phát. Thì Tài Xe Tải cũng xin thưa luôn, đối với máy phát á, thì nó sẽ có ưu điểm, nhưng mà nhược điểm á, thì đối với máy phát nó sẽ nhiều hơn. Ví dụ như bây giờ quý khách hàng, ưu điểm ở đây là gì? Cái nguồn điện mình sử dụng thoải mái, công suất nó không bị giới hạn, mình cứ sử dụng thoải mái, mình xài công suất nhiều thì mình đầu tư cái máy phát lớn vậy thôi. Nhưng cái nhược điểm ở đây là nó sẽ tiêu hao nhiên liệu hàng giờ. Một giờ thì tùy theo cái máy mình mua là máy bao nhiêu watt, thì thường trung bình mỗi cái máy mình sử dụng thì một giờ nó tiêu hao khoảng từ 1,5 cho đến 2 lít xăng trên một giờ. Thì cái đó nó rất là tốn kém. Và cái thứ hai nữa là nó ồn, và cái thứ ba nữa là nó sinh nhiệt cực kỳ nóng đó. Nên là máy phát là phương án mình bỏ qua, mình loại trừ nó đi. Thì tối ưu nhất vẫn là bình ắc quy. Thì bình ắc quy ở đây thì tùy theo nhu cầu của quý khách hàng mình sử dụng ha. Nếu mà mình sử dụng nguồn điện nhiều, mình xài thêm máy xay sinh tố nè, máy nước ép nè, thì mình sẽ đầu tư là hai bình ắc quy. Còn ví dụ mục đích mình chỉ sử dụng để thắp sáng thôi, hoặc là mình xài thêm quạt gió hoặc tivi, thì mình sử dụng một bình thôi đó, để nó tiết kiệm chi phí. Thì cái bình này là điện 12V, mình được chuyển qua một cái bộ chuyển đổi. Đây là bộ chuyển đổi. Thì cái bộ này nó có nhiệm vụ là nó sẽ chuyển từ điện DC, tức là điện một chiều 12V từ bình ắc quy, sang điện xoay chiều 220V điện nhà. Và trên đây là cái bộ sạc. Sạc này nó có chức năng là khi mình hoạt động xong, tối mình về thì cái sạc này nó sẽ sạc cho cái ắc quy này ha, nó sẽ cấp điện cho cái ắc quy này. Thì bây giờ Tài Xe Tải sẽ hướng dẫn sử dụng luôn. Thì đây, khi mà thiết kế xe xong á, thì bên mình sẽ thiết kế cho quý khách hàng một cái đường dây, gọi là đường này gọi là cái đường nguồn. Thì ở đây nó sẽ có một cái đầu đực ba chấu
để mình ghim vào trong bên ngoài của xe đã được bố trí sẵn một cái chui cái ha. Thì điện ở đây nó sẽ có một cái cọng như thế này. Ở đây á, là mình sẽ ghim vô. Nếu mà quý khách hàng nào cái chỗ mình đậu bán á, mà mình có thể kéo điện được từ nhà dân ra hoặc là từ khu vui chơi giải trí đó, mình kéo điện ra được, thì mình sẽ sử dụng cái chui hai chấu này, mình sẽ ghim vô cái ổ điện mà mình kéo ra. Còn cái chui ba chấu này mình sẽ ghim vào cái chui cái trên xe, tức là chui tổng của trên xe để mình sử dụng. Còn trường hợp mà không thể nào kéo điện từ nhà ra được thì mình sẽ sử dụng cái chui hai chấu này, mình ghim trực tiếp vào trong cái bộ chuyển đổi này ha. Mình ghim vào như thế này đó. Thì bây giờ mình ghim vô thì nó sẽ chưa có điện đâu nha, nó sẽ chưa có điện liền đâu. Ở đây nó sẽ có một cái công tắc, thì khi mình mở công tắc này, ở đây nó một cái công tắc nhỏ on off đây, nó sẽ có một cái công tắc nhỏ on off. Thì khi mà mình mở cái công tắc này á lên á, nó sẽ kêu tít đó, thì khi đó nó sẽ có điện nha. Thì bây giờ mình sẽ ghim và mình sẽ thử cho tất cả quý anh chị quý khách hàng mình cùng xem ha. Đây, bên ngoài xe thì được bố trí là một cái ổ cái cũng là ba chấu. Đây là cái đường nguồn đi vào xe của mình, và đây là cái ổ đực mình sẽ ghim vào đây. Cái này nó sẽ chống mưa chống nước luôn. Rồi, cái chui hai chấu này mình sẽ ghim vào trong cái bộ chuyển đổi giống như lúc nãy ha. Đây, như thế này. Thì bây giờ làm sao để cho nó có điện? Đây, mình sẽ mở cái công tắc của cái bộ chuyển đổi này lên. Quý khách hàng, quý anh chị sẽ nghe một cái tiếng tít. Đó, thì khi đó là điện nó đã có. Mình sẽ bật cái công tắc trên xe. Đây, cameraman mình sẽ quay chi tiết hơn ha. Trên xe thì bên mình sẽ thiết kế một cái cầu dao tự động, thì nó có chức năng là nó sẽ an toàn hơn khi mà nó bị chạm. Mình sẽ bật cái CB này lên. Mình muốn mở đèn thì ở đây mình được trang bị hai công tắc ha. Đó, một công tắc, hai công tắc. Thì mình bán bên nào mình sẽ mở công tắc cho cái dàn đèn bên đó để nó tiết kiệm điện. Nếu như mình bán cả hai bên thì mình sẽ mở luôn cả hai công tắc. Còn nếu mình bán một bên thì mình chỉ mở một công tắc cho một dãy đèn một bên thôi. Nó sẽ tiết kiệm điện hơn cho mình. Thì cái câu hỏi đặt ra ở đây, vậy giờ một cái bình này xài được bao lâu? Cái này nó cũng là một câu hỏi khá hay, và nó cũng nhiều người cũng mong muốn để giải quyết được cái vấn đề cái dung lượng điện này sử dụng được trong bao lâu. Thì tài xe tải cũng nói luôn, một cái bình ắc quy này nếu chỉ một bình mình sử dụng cái bộ chuyển đổi này nè, nó có cái công suất tối đa để nó sản sinh ra là 3000W. Thì một cái bình này nếu quý anh chị quý khách hàng nào sử dụng trên xe mà mình sử dụng cái công suất tổng á, nó rơi khoảng tầm 2000W, thì một cái ắc quy như thế này mình chỉ sử dụng liên tục được khoảng tầm 50 cho đến 60 phút là nó sẽ hết hẳn một cái ắc quy như thế này. Còn nếu mình sử dụng hai ắc quy, mình mắc điện nối tiếp là 24V, thì thời gian mình sử dụng liên tục đối với công suất tổng 2000W thì nó chỉ kéo dài được khoảng 1 giờ 30 đến 1 giờ 45 phút thôi. Nên là cái bình á, nó cũng có cái ưu điểm là nó sẽ không ồn như quý vị thấy. Nhưng mà cái nhược điểm đó là cái dung lượng điện nó nhiêu đó, là nó chỉ nhiêu đó thôi, nó không hơn được. Nên là khi mình sử dụng á thì mình nên giới hạn. Ví dụ anh chị nào bán sinh tố nè, nước ép nè, cà phê đồ chẳng hạn, thì mình nên đầu tư những cái thiết bị điện, ví dụ máy xay sinh tố, máy nước ép, mình đầu tư những cái máy cái công suất nhỏ thôi, ví dụ khoảng tầm 700-800W gì thôi. Đó. Thứ hai là mình hạn chế sử dụng những thiết bị sinh nhiệt, ví dụ như là ấm đun siêu tốc nè, lò chiên nè, mình sẽ thay thành bếp ga, nó sẽ lợi hơn. Còn nếu mà mình sử dụng những cái thiết bị sinh nhiệt á, đun nóng á, là hoặc làm lạnh, ví dụ tủ đông đi chẳng hạn, thì cái công suất điện nó rất là cao, thì cái thời gian tiêu thụ và nó hết bình nó sẽ rất là nhanh. Đó là cái nhược điểm khi mình sử dụng bình ắc quy. Nên là nhiều chỗ lại bảo nhiều người thì lại tư vấn cho quý khách hàng là cái bình này thì mình sử dụng được tầm 3-4 tiếng. Không có. Nếu mà 3-4 tiếng, trừ khi quý khách hàng chỉ sử dụng đèn thôi, mình không sử dụng cái gì khác, tại vì đèn nó chả có bao nhiêu watt cả, thì mình có thể sử dụng một bình này liên tục khoảng tầm 4-5 tiếng đối với trường hợp quý khách hàng chỉ sử dụng đèn. Còn ví dụ mình có xài thêm máy quạt, tủ mát hoặc là máy xay sinh tố, máy nước ép, thì một bình như thế này mình sử dụng liên tục, nếu cái công suất của mình mà nó tối đa là 2000W mà sử dụng liên tục như vậy á, thì nó chỉ mất khoảng tầm 1 giờ là nó đã hết sạch cái bình này rồi. Đó. Rồi, sạc ở đây thì nó bên mình sẽ thiết kế cho quý khách hàng là loại sạc tăng giảm
đó là sạc cơ chứ không phải sạc tự động. Sạc cơ ở đây có nghĩa là mình tăng chỉnh theo cái nhu cầu của mình. Ví dụ ở đây nó có 12V, 24V, 36V và 48V. Là cái sạc này nó có thể sạc một lần cho một bình nè, hai bình nè, ba bình và bốn bình luôn. Bên này nó là cái nút tăng giảm, ở đây là từ off on 1 2 3 4 5 6 7 8 dài tới. Đây là cái số tốc độ để sạc. Ví dụ quý khách hàng nào mình có nhu cầu sạc nhanh, mình muốn 4 tiếng 5 tiếng nó đầy cho cái bình thì mình sẽ dặn cái tốc độ này lên. Nó càng số càng lớn thì tốc độ sạc càng nhanh. Thì đồng nghĩa với sạc càng nhanh thì cái bình mình nó sẽ mau chai, mau phù và tuổi thọ nó mau giảm. Nó mau hết tuổi thọ. Còn khi mà mình sử dụng mà ở cái mức trung bình thì mình sạc tầm khoảng một cái bình như vậy, mình sạc ở mức số 2 hoặc số 3 và thời gian mình sạc nó rơi khoảng tầm 6 tiếng tới 7 tiếng là cái bình mình nó sẽ bền hơn, sử dụng được lâu dài hơn, bền hơn thôi nha, chứ không phải là không hư nha. Tại vì một khi mà quý anh chị đã sử dụng bình ắc quy rồi á thì nó giống như là mình xài pin giống như điện thoại mình thôi. Thì thời gian mình sử dụng khoảng tầm 9 tháng, 10 tháng. Nếu mà khách hàng nào ít xài á thì khoảng tầm 1 năm thì bắt buộc mình phải thay một bình. Lý do là lúc đó cái bình mình nó đã bị chai rồi. Tại vì mình sạc, mình xài thì giống như cái điện thoại của mình thôi. Hư thì bình nó sẽ không hư, nhưng mà nó sẽ chai, sạc nhanh đầy và sử dụng nhanh hết. Đó là cái ưu điểm và cái nhược điểm của cái bình ắc quy. Nhưng mà nói đi suy đi tính lại thì bình ắc quy nó vẫn là tối ưu nhất nha tất cả quý anh chị. Nên là khi mình đầu tư á thì mình phải nghiên cứu kỹ và mình phải chọn những cái thiết bị nào phù hợp với cái nguồn điện mình sử dụng. Còn đối với những khách hàng nào mà mình có thể kéo điện được từ nhà ra để mình sử dụng thì bên đây Tài Xe Tải sẽ tặng cho quý anh chị một cái đồng hồ điện ngay đây, để cho mình sử dụng bao nhiêu điện thì mình sẽ trả tiền lại cho cái người mà mình kéo điện ra bao nhiêu, thì lúc đó cái nguồn điện anh chị sử dụng nó sẽ thoải mái hơn. Nhưng mà nó cũng phải giới hạn chứ đừng có sử dụng nhiều quá thì nó sẽ hao điện, và cũng như cái đường dây gia đình của người ta nhỏ thì nó sẽ bị đứt cầu chì đó. Nên là cái nguồn điện mình sử dụng nó sẽ bị hạn chế, nó không giống như là cái quán cố định mình sử dụng điện thoải mái được. Qua video này thì tất cả quý anh chị quý khách hàng cũng đã biết được cái thùng ô tô bán hàng lưu động được đóng gia công tại xưởng ô tô An Sương thì quy cách thùng nó như thế nào và được đóng bằng chất liệu gì, thì quý khách hàng cũng đã nắm rõ được một phần rồi về cái thùng xe để mà an tâm hơn khi mình đầu tư. Thứ hai nữa thì Tài Xe Tải cũng đã giải quyết được cái vấn đề đặt ra của tất cả quý anh chị quý khách hàng, đó là nguồn điện sử dụng trên xe sử dụng được bao lâu và sử dụng cái nguồn điện từ đâu. Thì Tài Xe Tải cũng đã tư vấn và giải thích lý do tại sao mình nên sử dụng cái nguồn điện là bình ắc quy rồi. Thì nếu quý khách hàng quý anh chị nào thấy video này hay thì vui lòng cho Tài Xe Tải xin một like nè, một chia sẻ và đăng ký kênh để Tài Xe Tải có thêm động lực ra tiếp những cái video hay tiếp theo để cho tất cả quý anh chị quý khách hàng mình có thể tham khảo tại nhà được. Ví dụ như qua video này thì tất cả quý anh chị nào đang có nhu cầu đầu tư một cái con xe giống như thế này để về mình có thể làm một cái cửa hàng di động mini và đặc biệt là làm giàu cho bản thân, thì vui lòng liên hệ hotline 0909039483. Tài Xe Tải sẽ tư vấn chi tiết hơn cũng như là giải đáp mọi thắc mắc về những cái câu hỏi mà quý khách hàng đặt ra về xe để mình được an tâm hơn, tự tin hơn khi mình đầu tư một cái con xe như thế này. Thì một cái xe như thế này, nếu mà quý anh chị quý khách hàng nào đang có dự định đầu tư mà ngại về vấn đề vốn mà không biết là giá trị nó bao nhiêu, thì Tài Xe Tải cũng bật mí một chút xíu, đó là giá xe thì nó sẽ tùy thuộc vào nhu cầu của quý khách hàng muốn set up cái xe mình như thế nào, tùy vào mặt hàng quý khách hàng buôn bán trên xe mà Tài Xe Tải sẽ tư vấn những cái phụ kiện, những cái option mình đặt lên xe cho nó phù hợp với cái mặt hàng mà mình kinh doanh. Thì lúc đó giá xe nó sẽ thay đổi tùy theo nhu cầu của quý khách hàng đưa ra. Thì để mà đầu tư một cái con xe như thế này thì quý khách hàng cũng không cần phải đắn đo gì nhiều, vì bên Tài Xe Tải vẫn hỗ trợ vay trả góp với mức cao nhất hiện nay, đó là 80% giá trị xe. Thì 80% thì với cái giá trị của con xe này thì quý khách hàng chỉ cần trả trước từ 80 cho đến là 130 triệu tùy theo cái option trên xe. Tại vì option thì ngân hàng họ sẽ không tính, họ chỉ tính dựa trên giá trị xe thôi. Hầu như là tất cả các option đặt lên xe và chi phí giấy tờ là quý khách hàng mình phải chịu 100% phí. Thì tài chính để mình đầu tư một con xe như thế này chỉ rơi khoảng tầm 80 cho đến 130 triệu tùy theo cái option mình đặt lên xe. Thì với số tiền đó nó rất là ít so với mà quý khách hàng mở quán, thuê mặt bằng để mình mở nhà hàng đồ này kia, thì 130 mấy triệu đó nó không là gì so với cái quý khách hàng đang có dự định đầu tư thuê mặt bằng mở quán. Thì nên đầu tư con xe này nó sẽ lợi hơn về mặt buôn bán. Thứ hai là mình linh động hơn trong quá trình mình buôn bán, vừa linh động về mặt hàng mình buôn bán, vừa linh động về địa điểm bán. Và xe này cái lợi thế lớn nhất của nó, như quý khách hàng quý anh chị cũng thấy, là khi mà quý anh chị kinh doanh cho cái xe này là mình đi tìm khách hàng chứ không phải giống như mình mở quán cố định mà khách hàng phải đi tìm mình.
Tức là nay mình bán ở đây mà cái lượng khách ổn định thì mình sẽ tiếp tục bán ở đây. Còn nếu mà 2-3 ngày sau mình cảm thấy cái lượng khách mình nó đã vơi rồi thì mình có thể di chuyển vào một cái địa điểm khác, mình tìm cái nguồn khách hàng nhiều để mình bán, mình sẽ làm giàu nhanh hơn so với mặt bằng cố định mình đã không di chuyển được. Đó là cái ưu điểm lớn nhất của xe ô tô bán hàng lưu động. Thì cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm và theo dõi kênh. Xin chào và hẹn gặp lại.